Rồi, hai xin chào bạn, mình là Tròn ha. Clip các bạn đang xem đó là cái thao cá loại 4 tờ vé số trong một con, size 15-17cm. Mình lựa cho anh Lộc ở Long An ha các bạn. Thì đối với Long An sẽ có rất là nhiều cái phương thức để vận chuyển. Thì đối với anh Lộc ở Đức Hòa thì mình sẽ gửi xe buýt ha. Xe buýt đi về Đức Hòa, Long An. Thì gửi xe buýt thì nó sẽ rất là tiết kiệm cái chi phí cước phí cho các anh chị ở Long An ha. Thì đối với Long An thì mình sẽ không đóng thùng xốp, thì mình sẽ đóng hai lớp bao, sau đó mình sẽ bỏ vào trong lớp bao tải như thế này nè. Mình sẽ bơm căng khí oxy và đem ra bến xe để gửi xe buýt về ha. Xe sẽ đi trong vòng 1 tiếng rưỡi cho đến 2 tiếng là các anh chị ở Đức Hòa, Đức Huệ, Huệ Nghĩa sẽ nhận được cá. Mình sẽ gửi xe buýt 627 hoặc là 626 ha. Thì những anh chị em nào mà đã coi clip này mà ở Long An, Đức Hòa, Đức Huệ, Huệ Nghĩa hoặc là khu công nghiệp Tân Đức thì có thể liên hệ với mình để lựa chọn cá, và mình sẽ gửi cá cho các anh chị bằng cách là gửi bằng xe buýt. Rồi, cảm ơn các anh chị em đã theo dõi clip của mình. Hẹn gặp lại các anh chị em vào những clip tiếp theo ha.